Ok, bắt đầu ghi rồi. Thì chào các bạn nhé. Đầu tiên tôi giới thiệu về bản thân một chút này. Tôi là Trần Hữu Thiện. Sinh năm 1991, chưa có năm mất. Hiện tại đang là đang thử nghiệm của môn công nghệ thông tin của Poly. Đấy. Còn thông tin liên lạc thì thông tin liên lạc thì cũng ở đây luôn, là số điện thoại này là 0969749493, còn email là contact email là tiện th3 a@ebe.edu.vn. Đây là thông tin của tôi. Đấy, các bạn có vấn đề gì thì các bạn liên lạc với tôi thông qua những kênh này nhé. Đấy, còn nội dung buổi học hôm nay của chúng ta thì sẽ học về cái môn là Front-end Framework. Chút nữa tôi sẽ giải thích ra vì sao chúng ta lại học cái môn này. Là học cái môn này thì nó ảnh hưởng gì đến chúng ta trong cái việc chúng ta xin việc sau này cũng như là đi làm sau này. Bên cạnh đấy thì ở trong cái lớp mình á, em nhìn thấy tôi có một cái phần classwork này. Ở trong đấy nó có slide 11, thì các em mở slide ra nhá. Thì đây là slide do thầy Đạt thầy soạn ra, thì chúng ta sẽ học trên cái tài liệu của slide này, được chưa? Thì trước khi bắt đầu vào cái bài học ấy thì chúng ta sẽ phải trao đổi với nhau một chút như sau, là cái môn này thì hiện tại là nhà trường mình đang sắp xếp là chúng ta sẽ học cái framework là Angular. Đây, chúng ta sẽ học framework là Angular. Framework. Tuy nhiên, cái Angular này này, cái Angular ấy thì nó có rất nhiều bản khác nhau. Ví dụ như hiện tại là nó đang có hai cái phiên bản lớn chính là Angular, người ta gọi là Angular JS. Angular JS hay còn gọi là Angular 1. Angular 1. Này, cái phiên bản này nó ra từ rất lâu rồi, ra rất lâu rồi, mấy năm trước rồi, và đến hiện tại thì ở thị trường Việt Nam ấy thì gần như là người ta rất ít khi dùng, đặc biệt là Hà Nội thì rất ít khi dùng cái phiên bản này. Tất nhiên là vẫn có nhưng mà nó còn ít lắm. Do đó là nếu mà tôi dạy các bạn về cái Angular 1 ấy, thì các bạn sẽ không có lợi thế khi mà các bạn đi xin việc sau này. Do đó là tôi sẽ quyết định là ở trường mình tại cơ sở Hà Nội thì chúng ta sẽ học học cái phiên bản là Angular 2 cộng. Vì sao gọi là Angular 2 cộng? Vì sau khi ra phiên bản Angular 2 ấy, thì thằng Angular này nó gọi là nó cập nhật rất là thường xuyên, cực kỳ thường xuyên luôn. Cứ khoảng nửa năm nó lại ra một phiên bản mới. Do đó là đến bây giờ hiện tại thì là nó ra đến tận phiên bản 9 rồi. Người ta không khái quát được hết về cái số lượng phiên bản, cho nên là người ta gọi chung nó là Angular 2 cộng. Thì chúng ta sẽ học cái Angular 2 cộng ở trong cái môn này nhá. Đấy là cái nội dung tôi muốn trao đổi. Nhưng mà có một vài thứ mà chúng ta cũng phải lưu ý với tôi như sau. Đấy là các cái bài quiz của chúng ta ấy, thì vẫn đang là Angular 1. Vẫn đang là Angular 1. Do đó khi mà chúng ta thực hiện làm quiz thì chúng ta chịu có đọc giúp tôi slide. Nhớ chưa? Đọc giúp tôi cái slide thì chúng ta mới mới làm được quiz, chứ còn nếu không chúng ta học Angular 2 cộng nó khác hoàn toàn so với cái thằng Angular 1 luôn. Thì cái này các bạn đọc phải đọc slide nhé. Đó, các bạn lưu ý giúp tôi. Gì vậy? Đây. Đấy. Nhá, lưu ý cho tôi cái việc này. Bởi vì trường chúng ta vẫn chưa cập nhật cái học liệu của môn Angular lên Angular bản mới, cho nên là quiz, bộ quiz và tài nguyên hiện tại nó vẫn đang là Angular 1. Tuy nhiên là các cái bài lab, chúng ta sẽ có các cái bài lab và với bài assignment thì chúng ta sẽ sử dụng cái Angular 2 cộng này để làm. Sử dụng cái này để làm. Dạ, có bạn nào ý kiến gì về phần này không? Có đang hơi 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 hơi
kiểu dạng phức tạp một tí thì chúng ta cố gắng nhé. Vâng ạ. Nói chung là chúng tôi cũng cố gắng nghĩ đến cái thị trường hiện tại thôi, chứ cũng không phải là do chúng tôi thích dạy Angular hay không. Được chưa? Nên là chúng ta cố gắng. Thì tôi sẽ giải thích qua cho các bạn một chút về cái thị trường hiện tại, về cái mảng front end này nó như thế nào. Thì bắt đầu từ khoảng năm 2013, 2012 gì đấy, thì là nó sinh ra một cái khái niệm gọi là SPA, du nhập ở Việt Nam. Cái này gọi là Single Page, Single Page Application. Đấy, cách làm web mới, Single Page Application. Thì cái Single Page này nó có cách cách làm web khác hoàn toàn so với cái cách làm web chúng ta đang làm. Ví dụ như hiện tại lớp mình đã học đến Java 5 rồi nhỉ? Alo, Học xong rồi ạ. học xong rồi rồi đúng không, hoặc là học Spring rồi đúng không, đúng không? Vâng. Các bạn học Spring rồi, học JSP Service rồi, thì cái cách làm web đấy thì các bạn sẽ nhìn thấy là mỗi một cái màn hình ấy thì nó chúng ta phải xử lý riêng cho nó, và khi mà trả về giao diện ấy thì là chúng ta trả về cả những cái file CSS cũng như là JavaScript luôn, đúng không? Nhưng mà với Single Page Application nó khác. Thì trong cái phần này, tí nữa đến cái phần nội dung bài học chính thì tôi sẽ giới thiệu cái phần này sau. Tóm lại là năm 2013 ấy, thì cái SPA này nó ra đời. Thì dẫn đến một cái hệ quả là cái cách làm web mới này thì người ta gọi là sao nào, nó tối ưu hơn so với cái là cách làm web cũ. Tối ưu hơn là nhiều nhiều việc. Ở việc thứ nhất là những cái việc ví dụ như là chúng ta tối ưu hơn về cái câu chuyện là gọi là sao nhỉ? Nó tối ưu hơn ở trong cái việc là tối ưu về tốc độ tải trang của website, nó sẽ nhanh hơn. Rồi thì tối ưu hơn về cái việc là phân chia, đặc biệt là cái phần hai này là cái việc phân chia cái công việc của từng thành viên trong cái dự án hơn. Nó sẽ chia ra làm đôi như trước là một người có thể làm từ trên xuống dưới, làm hết tất cả mọi thứ, cộng với cả team có 1 đến 2 ông làm HTML CSS thế thôi. Sau đó những cái ông mà code backend ấy thì là phải ốp cái giao diện vào trong cái website để chúng ta làm. Nhưng mà bây giờ với cái thằng SPA này nó ra đời ấy, thì chúng ta nó phân biệt ra hai cái mảng cực kỳ rõ ràng về công việc. Một mảng là backend developer, backend dev, tôi gọi thế. Một mảng nữa là mảng frontend dev. Đây. Frontend dev. Thì hai cái thằng này bây giờ nó được phân chia cụ thể công việc hơn. Ví dụ như bây giờ thằng backend dev nó sẽ làm những cái việc gì? Thằng backend dev nó sẽ làm với database này, nó mới làm với database này. Nó làm với code backend này. Code backend, ví dụ như là Java, ví dụ như C Sharp, ví dụ như là PHP, ví dụ như là ba tấm các ngôn ngữ backend khác. Chưa? Đấy. Và nhiệm vụ chính của những cái thằng này bây giờ không còn là phải sinh từ lấy được dữ liệu và sinh ra giao diện nữa, mà nhiệm vụ chính của nó bây giờ sẽ là đẩy ra ngoài cái API, cái một cái thứ người ta gọi là API, và cái dữ liệu truyền tải đi người ta gọi là với cái dự định dạng là JSON hoặc là sử dụng là XML. Đấy, thì đây là cái công việc của thằng backend. Thì đợt đây từ đây sang đây, từ thằng này ra cái thằng này đấy. Còn thằng front-end dev thì nó làm cái việc gì? Thì công việc của nó sẽ bao gồm là code giao diện. Giao diện thì cái phần này là rõ ràng rồi, vẫn cứ nhiệm vụ cũ, nó không có gì cao siêu hơn. Tuy nhiên code giao diện xong thì nó phải lo cái logic, xử lý toàn bộ logic của màn hình đó, của màn hình bằng JavaScript. Đảm bảo phần view cho website. Đấy, nó là cái công việc chính của cái thằng này. Được chưa? Đấy, thì thằng front end dev nó sẽ làm ba cái việc này. Đây, nó sẽ làm những cái việc này. Đấy. Nhưng mà bây giờ hai thằng này các bạn sẽ thấy là nó chẳng liên quan đấy gì đến nhau, một thằng cái code JavaScript, một thằng cái code giao diện, đúng không ạ? Tuy nhiên thì bây giờ ấy, khi mà người ta làm với SPA như này thì cái dữ liệu cung cấp cho màn hình người ta không không chuyển
không gọi thẳng từ phía thằng này làm đảm nhiệm nữa, mà sau khi thằng này làm ra cái API rồi thì cái thằng này nó sẽ thực hiện là call, nó sẽ gọi là call, gọi API thì đúng hơn, gọi API do cái thằng thằng backend dev này nó làm ra. Thì như vậy thì bây giờ cái công việc làm web của chúng ta ấy, nó sẽ chia ra làm hai mảng như này, và hai mảng công việc này rất là rõ ràng, và cái sự cân bằng về mức lương nó cũng sẽ ổn hơn so cho hai thằng này. Ví dụ như ngày xưa ấy, cả một công ty, ví dụ như tôi trước tôi làm ở CETA chẳng hạn, thì cả một công ty chỉ có mỗi một ông, à ba ông làm về HTML CSS, còn lại tất cả mọi người thì đều làm database, đều làm PHP, đều làm Java hết, chứ không có ai, không có mấy người làm về giao diện đâu. Nhưng mà bây giờ khi sau khi áp dụng cái mô hình SPA này vào trong khi mà chúng ta làm web ấy, thì nó sẽ, thì bây giờ ở CETA nó cái đội làm front end rồi thì nó rơi vào tầm khoảng 30-40 người, và cái đội back end ấy nó giảm từ 100 khoảng hơn 100 người xuống còn khoảng 60-70 người đấy. Và cái mọi thứ nó cân bằng rất là nhiều, cũng như là cái lương của cái ông front end dev ấy, nó được nâng lên tương đối. Ví dụ như là cách đây độ khoảng 3 năm, năm 2017 tôi bắt đầu nghỉ đi làm, tôi về trường tôi đi dạy, thì cái lúc đấy cái mức lương người ta tuyển cho front end dev với ngôn ngữ là với cái framework là React Native, với cái thư viện là React ấy, thì nó rơi vào tầm khoảng 13 triệu cho bạn nào có kinh nghiệm khoảng 6 tháng. Đấy là mới chỉ có 6 tháng thôi nhé. Đấy thì cái mức lương đấy nó tương đối ổn. Đấy là nếu mà trong trường hợp chúng ta có cái kinh nghiệm nhiều hơn và những cái tiếp xúc nhiều hơn thì lương của chúng ta deal nó sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều. Được chưa? Còn đến bây giờ thì chắc chắn nó phải tăng rồi, thì các bạn có thể tham khảo thêm trên những cái trang ví dụ như là Vietnam Work hay là IT Việt để tham khảo thêm về cái mức lương của chúng ta. Khi mà chúng ta biết được thêm về cái phần front end developer và cụ thể nó là cái Angular nó là bao nhiêu. Được chưa? Đấy là giới thiệu qua về cái việc front end, tại sao chúng ta phải học, bởi vì nó chia thêm cái thằng front end developer này nữa. Ngoài cái việc chúng ta code backend, ví dụ như trong quá trình từ Java 1 đến Java 5 chúng ta học, thì bây giờ nó còn có cả front end developer, và chúng ta sẽ code chủ yếu bằng JavaScript, HTML, CSS. Thì đấy nó là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý. Có bạn nào hỏi gì về cái phần này không? Alo. Nếu mà các bạn hỏi gì thì cứ hỏi thoải mái nhá. Không hỏi là chúng ta sẽ thiệt đấy. Đâu rồi? Có hỏi gì thì hỏi đi. Không biết hỏi gì đấy. Bọn em đang quên. Đây nó cũng hợp lý, chưa thắc mắc điều gì không hỏi. Đây, tôi sẽ kẻ cho các bạn một cái đường ở đây. Đấy, thì lưu ý khi mà chúng ta làm với front end nhá. Đấy, định hướng cho tương lai trước. Được chưa? Bởi vì bạn nào mà có ở đây có chắc chắn là sẽ có xảy ra cái trường hợp là có bạn không code được backend, tôi nghe chúng ta code Java nó rất là yếu, thì chúng ta có thể là có một cái hướng mới là chuyển sang code về front end framework, thì nó cũng là một cái hướng cho các bạn. Đấy, được chưa? Thế tiếp tục nói về cái việc front end này, thì hiện tại nó có bao nhiêu hướng để chúng ta có thể theo được về thằng front end developer, đúng không ạ? Thì chúng ta sang cái phần tiếp theo. Thì hiện tại trên thế giới nó đang thịnh hành ba cái framework về front end như sau, là thằng React, vì tôi xuất phát điểm thằng React nên tôi viết nó đầu tiên. Cái thứ hai thằng Angular, và cái thứ ba là thằng Vue.js. Ba ông ánh này là ba thằng mà có kiểu dạng như là số lượng người dùng nhiều nhất trong các cái framework về front end. Thì tôi sẽ nói qua về cái điểm mạnh của thằng React này. Ví dụ đầu tiên, điểm mạnh của thằng React này là cái gì? Thì về bản chất thì thằng React ấy, nó chỉ là một cái thư viện này. Nó chỉ là một cái thư viện này. Ở đây khi mà những người nào mà sử dụng React ấy, thì người ta sẽ phải cài cắm tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ bay trên cái nền của thằng React này. Tức là người ta tha hồ sáng tạo, bạn nào thích sáng tạo thì có thể theo những cái thằng như này. Bây giờ, nhưng mà yêu cầu các bạn phải hiểu rất sâu về JavaScript cũng như là biết rất nhiều các thư viện khác nhau.
chưa tính là biết đến những cái thứ ví dụ như là Gap Server rồi thì là Babel, ZS, ES6 các thứ các kiểu thì chúng ta mới làm việc được với thằng thằng React. Tất nhiên là việc học thì nó cũng có cái lộ trình của nó chứ không phải là không có. Đấy. Thì đấy là cái việc của React Native nhá, à của React. Nhưng mà thằng React này thì nó cũng có cái nhiều cái hay riêng của nó, đó là xin lỗi các bạn chút nhé. Alo. Anh xin lỗi nha, anh đang bận thì anh không không cũng không có nhu cầu vay. Anh cảm ơn nhé. Cảm ơn em. Thì rất nhiều người thích dùng thằng này bởi vì nó kiểu dạng nó freestyle và cảm giác như là chúng ta làm chủ được tất cả mọi thứ ở trong cái dự án chúng ta làm ra. Đấy là với thằng thằng React. Tiếp theo với thằng Angular thì Angular nó khác hoàn toàn so với thằng React này. À quên, cái này còn nói thêm một cái nhá. Là thằng React này, React JS này thì nó được đỡ đầu bởi thằng Facebook đỡ đầu. Và cộng đồng mạng, cộng đồng developer phát triển nó hiện tại đang tương đối mạnh. Thấy chưa? Còn thằng Angular này thì sao? Angular thì nó là một cái framework. Các bạn học cái Spring Framework, Spring MVC rồi đúng không? Thì cái Spring MVC vì sao nó gọi là framework các bạn biết không? Đâu rồi? Nó làm theo mô hình, Hả? làm Làm theo theo mô hình đấy. Không đúng. Mô hình thì tự mình dựng ra được cái mô hình được mà cần gì phải framework. Nào. có hỗ trợ, thư viện hỗ trợ riêng cốt nhanh hơn. Gì nữa? Hết rồi. Vì sao lại gọi là framework ấy? Framework nó là nó sẽ cho các bạn cái cấu trúc thư vị ở thư mục ở trong cái project đúng không? Đấy là Đúng. cái đầu tiên các bạn được đúng không? Đúng chưa? Đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai là nó cung cấp cho các bạn đầy đủ các cái công cụ đúng không? Đầy đủ các công cụ để chúng ta có thể làm ra một cái sản phẩm. Ví dụ như chúng ta có thể là sử dụng cái framework đấy để kết nối với cơ sở dữ liệu, sử dụng cái framework đấy để sinh ra giao diện, sử dụng framework đấy để biến đổi data, sử dụng framework đấy để định nghĩa ra các cái đường dẫn trong website của mình đúng không? Hay là thậm chí là sử dụng cái framework đấy để gọi gọi cái dữ liệu từ một cái web server khác đúng không ạ? Thì đấy nó là cái khái niệm về framework. Framework nó là cái khung cấu trúc thư mục cũng như là các cái thư viện nó hỗ trợ chúng ta làm đầy đủ mọi thứ từ một cái cho một sản phẩm. Được chưa? Ngoài ra nữa là cái framework ấy thì nó có khả năng mở rộng, tức là chúng ta có thể dựa trên cái tài liệu tài nguyên của nó chúng ta có thể làm mở rộng thêm những cái tính năng do chúng ta định nghĩa ra. Thì đấy nó là cái khái niệm về framework. Thì cái framework này nó có gần như là có đầy đủ các cái feature để phục vụ việc làm một cái website. Đấy. Thì đấy nó là cái sự khác nhau cơ bản giữa cái thằng 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 React và thằng Angular. Thằng này thì các bạn cần cái gì các bạn phải cài vào. Còn thằng này các bạn cần cái gì các bạn đi đọc tài liệu là nó đã có rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc mang vào sử dụng thôi. Được chưa? Ngoài ra nữa là thằng Angular này ấy, thì hiện tại nó đang được cái sự hỗ trợ về kỹ thuật của thằng Google. Đấy. Của thằng Google nó đỡ đầu cho cái thằng thằng Angular này. Và hiện tại Angular nó cũng đang là cái framework có nhiều người sử dụng nhất trong ba cái React, Angular và Vue, đang là cái nhiều nhất. Đấy nên là cái lượng dự án sau này mà chúng ta học tốt cái này chúng ta có thể học thêm lên và luyện tập những cái bài tập thì sau này cái việc của chúng ta nó không thiếu. Đấy là về thằng Angular. Còn thằng Vue.js thì nó có gì hay? Cái Vue.js này thì về bản chất nó cũng là một cái framework. Dạ, nó cũng là một cái framework. Và nó thằng này nó được cái là nó kế thừa lại những cái nó kế thừa lại các cái tính năng từ hai cái thằng đi trước kia. React và Angular. Và tất nhiên nó cũng thêm mắm thêm muối và có những cái thứ của nó nữa. Dạ, tuy nhiên là nó mới quá, cộng đồng nó chưa nhiều bằng hai thằng này, chứ thực ra nhiều so với người Việt Nam rồi, mấy trăm nghìn người thì là hỗ trợ một cái thư viện thì nó cũng là gọi là nhiều rồi đấy. Thì và cái lượng dự án của nó thì nó liên quan thiên nhiều đến cái mảng PHP nhiều hơn,
thì hiện tại là tạm thời chúng ta chưa vội sử dụng cái thằng này, và cái thằng này được cái sự hậu thuẫn và được cái thằng framework Laravel, nó mua lại cái tổ chức làm ra cái framework Laravel, người ta mua lại và người ta tiếp tục phát triển. Thì đấy là ba cái ông framework về frontend hay là thư viện về frontend đang được thịnh hành nhất trên thế giới luôn nhé, trên thế giới tại thời điểm này. Thì trong cái môn này chúng ta sẽ học cái môn Angular, cái framework Angular để chúng ta làm. Bởi vì Angular theo tôi ấy, thì nó cũng là một cái framework mà chúng ta dễ dàng để bắt đầu, và tài liệu các thứ của nó khá là đầy đủ, cài cắm nó ít thì chúng ta có thể là đỡ bị gặp nhiều lỗi, và ít nhất là chúng ta là học xong chúng ta sẽ có một cái sản phẩm luôn. Còn thằng React này thì cài cắm không nó đã mất rất nhiều thời gian của các bạn rồi, và có thể khả năng gây lỗi rất là cao. Do đó chúng ta cũng cân nhắc, còn thằng Vue này thì nó mới, thì chúng ta cũng đang, tôi cũng đang cân nhắc xem là bắt đầu bao giờ tiến hành dạy cái này, đang cân nhắc thêm. Dạ, đấy là cái giới thiệu qua về những cái vấn đề về thị trường cũng như là về cái tương lai của các bạn. Khi các bạn học được những cái này thì nó có, các bạn có coi như có mọc thêm cái tay, một cái lợi thế của các bạn khi đi xin việc. Được chưa? Còn quay trở lại với cái slide của chúng ta. Đây cái slide đây. Dạ. Slide của chúng ta sẽ học về cái môn Angular này thì nó sẽ như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ giới thiệu về SPA và nó so sánh nó với web web truyền thống là multi-page app. Tiếp theo là tổng quan về Angular, cài đặt môi trường, cài đặt project đầu tiên. Thì hôm nay tôi cũng sẽ hướng dẫn cho chúng ta là ba những cái phần này. Còn cái phần này thì nếu kịp thì tôi làm, không thì chúng ta sẽ đến cái buổi sau chúng ta sẽ thực hiện nhá. Để tôi share lại xem nào. Anyone? Rồi ok, đặt. Thì đầu tiên vào bài ấy thì lúc nãy tôi có nói rất nhiều về cái câu chuyện là single page application và regular website. Dạ. Thì cái câu chuyện của chúng ta nó sẽ diễn ra như sau. Ví dụ trong cái như nào nhỉ? Gọi là trong cái việc làm website bình thường, cách làm web cũ của chúng ta ấy, thì ví dụ như các bạn nhìn đây nhá, nhìn cái màn hình của tôi này. Bây giờ tôi vào trong cái trang là 24 giờ. Các bạn đã nhìn thấy cái dấu x ở đây đúng không? Tôi reload lại. Các bạn sẽ nhìn, hoặc tôi vào một cái đường dẫn đây, dấu x đây. Ở thằng này như là dùng SPA rồi chứ. À đúng không? Đúng rồi, đây. Tôi vào file khác. Tôi vào cái kênh 14 đi. Ok, đây rồi. Chúng ta theo dõi đây nhá. Vào kênh 14 này. Ví dụ các bạn vào một cái đường dẫn, các bạn sẽ ít khi để ý đến cái phần này. Đúng chưa? Ít khi để ý đến cái phần này. Bây giờ tôi sẽ clear cake của thằng này đi. Đây, các bạn thấy dấu x này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Khoảng 6 giây gì đấy để tải toàn bộ nội dung của cái website kênh 14 này ra. Đúng chưa? Tiếp theo tôi bấm vào một cái đường dẫn khác. Các bạn xem cái phần này nha. Xem phần này này. Bấm vào này. Nó lại x, xong lại chờ. Đúng không ạ? Bấm vào một cái nội dung này. Lại x, lại chờ một khoảng thời gian. Đúng chưa? Thì đây nó là cái mô hình làm web cũ. Thì cái mô hình làm web cũ thì nó hoạt động như nào? Thì nó như sau. Đầu tiên là từ trình duyệt này, browser. Dạ, từ trình duyệt của người dùng. Nó sẽ tiến hành là gửi một cái request sang cho cái con server, code server. Code server thì ở đây chúng ta coi cái code Java đi. Đấy, tạo ra một con gửi cái yêu cầu từ nó, từ thằng này sang đến đây. Cái này là request. Đấy, gửi một request sang bên này. Được chưa? Thằng server này nó sẽ tương tác với một cái thằng gọi là thằng database. Đây, database. Để nó có thể là lấy dữ thằng database để lưu trữ dữ liệu đúng không? Thì thằng web server này nó tiến hành là call cái database, thực hiện một câu truy vấn, sau đó là thằng database này trả lại một cái dữ liệu, một cái tập dữ liệu cho thằng server của chúng ta. Sau đó cái Java của chúng ta nó sẽ tiến hành là sinh ra một cái view, cái file view.
cái file view, và cái file view này được viết bằng code HTML. Dạ. À, cái file view này được code HTML. Và trình duyệt nó sẽ tiến hành là đọc cái file view được trả về. Được chưa? Thì đây là cái mô hình làm web cũ. Sau khi đọc xong ấy, đọc cái tài nguyên này trả về này, thì cái tài nguyên HTML này ấy, thì nó cần rất là nhiều phần khác nhau. Đúng không ạ? Cần về CSS này, cần về JS này, đúng không ạ? Cần về ảnh này. Được chưa? Đây là ba cái thành phần mà nó được lưu trữ ở phía server của chúng ta. Đây. Đúng không ạ? Nó được lưu trữ ở toàn bộ là đều là về phía server cả. Đây, server chúng ta sẽ bao gồm từ đây đến đây. Còn cái con database server này có thể nó nằm ở chỗ khác. Được chưa? Thì ở trong này, cái view này khi mà trả về cho trình duyệt ấy, thì trình duyệt nó lại gửi một cái request nữa lên. Nó lại cần một cái request nữa để nó có thể là tải được cái tài nguyên JavaScript và CSS về thì mới hiển thị được trên cái trình duyệt này đầy đủ. Được chưa? Và cái số lượng file CSS và JavaScript ở trên mỗi một website nó tương đối nhiều. Ngắn thì là khoảng 3-4 file, ít thì là 3-4 file, còn nhiều thì nó rơi vào hàng chục file khác nhau tải về. Thì nó cái việc sinh ra giao diện và tải về cái đống này, thì toàn bộ cái quá trình này, toàn bộ quá trình này nó lâu, thường thường là mất khoảng 3 đến 4 giây. Được chưa? Nó mất 3 đến 4 giây, thì đấy gọi là nhanh rồi đấy. Và mỗi một lần cái trình duyệt nó bấm vào cái đường dẫn trên website, ví dụ giống như vừa rồi tôi bấm vào cái đường dẫn chi tiết bài viết, hoặc tôi bấm vào cái bên này, bạn thấy nó lại x rồi lại o đúng không ạ? Thì cứ mỗi một cái lần nó diễn ra như vậy, cái request tiếp theo thì nó lại thực hiện lại y nguyên cái đống này, là từ trình duyệt gửi đến đây, chọc vào đây, lôi ra đây, sau đó là trả về view, view trình duyệt đọc xong lại tải JS, tải CSS, tải ảnh về. Được chưa? Thì nó rất là lâu. Cứ mỗi lần nó như vậy thì người dùng sẽ phải chờ bao giờ nó tải xong thì người ta mới đọc được. Được chưa? Do đó người ta nghĩ ra một cái phương án xử lý cái phương án xử lý cái việc là giảm cái thời gian mà người dùng phải chờ đợi một cái website đi như sau. Thì chúng ta sẽ có, đầu tiên là cũng bắt đầu từ trình duyệt browser. Dạ, cái browser này nó sẽ tiến hành là gửi một cái request lên server, lại gửi lên server java. Đây, server Java của chúng ta đây. Sau đó cái server Java này nó cũng thực hiện lại cái bước giống như vừa rồi, là lại chọc vào database. Database như này. Và tất nhiên là hai thằng này thì đều sẽ trả về cái dữ liệu thôi. Đây, request. Sau đó là call đến cái thằng này. Thằng này trả về cho nó một cái tập dữ liệu. Được chưa? Sau đó cái thằng này nó lại tiếp tục, cái thằng của nợ này, nó cũng trả ra một cái view. Được chưa? Trả về một cái view. Và thằng trình duyệt nó sẽ tiến hành là đọc cái view này. Thằng này return ra một cái view. Ở cái view này thì chúng ta sẽ làm cái việc như sau. Từ cái view này chúng ta sẽ tiến hành là tải cái nội dung về JS về, phải nội dung JS về và CSS nữa, JS này, CSS này. Đấy, nghe có vẻ không khác gì đúng không? Nghe có vẻ không khác gì. Đây, dạ, nghe có vẻ không khác gì. Nhưng mà cái hành động này ấy, toàn bộ cái đống hành động này ấy, nó chỉ thực hiện cho cái request đầu tiên thôi. Dạ, cái quá trình này nó sẽ diễn ra cho cái request gửi lên đầu tiên, tức là sau khi sinh ra được cái màn hình đầu tiên thì là nó làm cái việc này thôi. Còn bắt đầu từ cái request thứ hai trở đi thì chúng ta đã có cái view rồi. View thì cái view này chúng ta có code JavaScript và nó cũng sẽ được sinh ra từ cái ngôn ngữ JavaScript luôn. Dạ.
Sau đó mỗi một lần chúng ta chuyển màn hình thì cái JS nó sẽ thực hiện cái việc gửi request lên server. Đây là lại gửi request lên server. Và server nó sẽ thực hiện cái việc tương tác với database. Tuy nhiên server bây giờ không trả về một giao diện nữa. Server không trả về một giao diện nữa mà trả về là JSON. Ngôn ngữ là JSON. Và thằng view này thì các bạn biết rồi. Nó có khả năng là tương tác đến code HTML ở trên trang. Do đó chúng ta có thể là sinh ra giao diện mới hoặc là cập nhật những cái thông tin mới nhất từ server, nhưng với tốc độ nhanh hơn. Ví dụ như các bạn xem ở cái trang 24 giờ này nhá. Đây trang chủ này, các bạn thấy trang chủ nó có quay xong nó trả về như này nhá. Dạ, tôi bấm vào cái link này. Bạn xem để xem nếu có quay nhá. Có quay. Nãy giờ mình thấy nó không quay hay là nhanh quá. Ok, thế vậy tôi phải kiếm trang khác. Kiếm trang này xem nào. Thế giới di động. Thế giới di động chẳng hạn. Đây. Có quay đây. Này các do cái này nó làm SEO cho nên là nó có server rendering rồi. Để tôi xem cái trang này. Chắc là bọn này lại làm quay trở lại với server rendering rồi. Chờ chút để tôi check lại xem. Này mạng kém thầy ơi. Không phải mạng kém đâu, do cách làm của nó đấy. Không thì để tôi sẽ demo một cái project của tôi làm trên cái Angular cho các bạn xem. Đây. Angular service đây. PHP artisan serve. Mẹ sao lại in use nhỉ? Để chữ port bằng 0.0.1.0.2. Ok. Thì thằng Angular client này tôi sẽ mở lại nó ra. Netrc này. App này, service này. 8001, 8002. Rồi. Category service. Ok, xong. Giờ tôi chạy thằng này lên. Đây. ng serve chữ open. Đây các bạn chờ một tí, nó đang build. Sao lại không ra nhỉ? Để xem là cái này nó có bị chặn cái gì không. Không chặn gì mà. Thế thằng client này thiếu cái gì rồi? Book này. 8002. Ok, tạm thời này đã. Thì chúng ta nhìn ở đây nhá. Đây là một cái website đầu tiên của tôi này. Được chưa? Chúng ta nhìn nhá, nó tải về này. 4200 này. Chúng ta bấm vào chuyện thiếu nhi này. Có thấy cái này nó quay không? Nó không hề quay mặc dù đường dẫn nó bị thay đổi. Đúng không? Thì toàn bộ cái website này ấy, nó làm ra từ thằng Angular này. Và những cái dữ liệu, ví dụ như dữ liệu ở phía trên menu này hay dữ liệu ở cái phần adbook này của tôi ấy, thì nó sẽ tiến hành là được lấy ra ngầm từ cái code server tôi gửi lên, từ dữ liệu dạng JSON tôi gửi lên server và nó trả về. Yeah. Thì người dùng các bạn sẽ thấy là cái tốc độ tải trang nó cực kỳ nhanh, mặc dù nó có truyền tải dữ liệu với nhau. Yeah. Thì như vậy thì cái trải nghiệm của người dùng ấy nó sẽ tốt hơn bởi vì thời gian chờ của người ta nó ít hơn. Yeah. Thì đấy nó là cái ý nghĩa của thằng SPA.
tức là cái request đầu tiên thì chúng ta sinh ra view như bình thường, nhưng mà bắt đầu từ cái request thứ hai trở đi ấy, thì nó chỉ có trao đổi với server thông qua cái JSON. Thế thôi. Nó giống như cái việc chúng ta gửi thư từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Ví dụ như cách làm web cũ thì là tôi phải từ Hà Nội tôi ra bưu điện, tôi mua tem, tôi gửi vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó cái ông ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhận được thư của tôi, xong lại viết lại một bức thư khác, lại ra bưu điện, đóng một cái tem vào, gửi ngược ra Hà Nội. Tức là mỗi một cái lần như vậy nó rất là cồng kềnh. Được chưa? Nhưng với cái bây giờ thì tôi chỉ mất lần đầu tiên Hà Nội, tôi viết một bức thư. Trong cái bức thư đấy tôi viết cái địa chỉ email của tôi vào. Được chưa? Sau đó tôi gửi vào trong thành phố Hồ Chí Minh. Ông ở trong thành phố Hồ Chí Minh bây giờ ông ấy biết email của tôi rồi, cho nên ông sẽ soạn một cái bức thư trên cái Gmail ông ấy gửi cho tôi. Và tiếp theo từ đấy về sau tôi với ông ấy sẽ được trao đổi với nhau thông qua cái email kia. Thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây cái lượng dữ liệu nó sẽ khác nhau. Ví dụ như thư từ hay là tem phiếu thì chúng ta nó tính được bằng trọng lượng, đúng không? Mấy gam nó cũng là trọng lượng. Nhưng mà với cái việc là gửi thông tin qua nhau trên internet thì cái dung lượng của nó chỉ là text thôi, thì nó chạy rất là nhanh. Thì tương tự như ở đây cũng thế, lúc đầu khi mà chúng ta làm theo cách này này thì cứ mỗi một lần gửi request lên lấy về giao diện lại phải tải cái đống này về. Đấy, mặc dù nó có thay đổi gì đâu, vẫn phải lấy về. Tuy nhiên với cái SPA của chúng ta cứ qua lại, nhưng mà dữ liệu của chúng ta là JSON, về cơ bản nó chỉ là text thôi. Do đó là chúng ta sẽ gửi và nhận dữ liệu mà nhanh hơn rất là nhiều. Thì đấy nó là cái mô hình của SPA. Còn nếu bạn nào cần thông tin rõ hơn thì các bạn có thể search ở trên web. Ví dụ như các bạn search là web SPA là gì. Đấy. Nó sẽ ra rất nhiều single page application concept này. Chúng ta có đọc cụ thể hơn ở trên này. Chúng tôi sẽ gửi vào trong cái nhóm lớp của chúng ta. Đấy. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ qua một cái phần giới thiệu một chút về cái thằng Angular này. Thì Angular ấy, hiện tại giống như tôi đã nói rồi, thì nó là một cái phiên bản, một cái framework để làm cái ứng dụng web single page application. Và nó được làm ra hai bản, là bản Angular 2 cộng hoặc và bản trước đấy của nó là Angular JS, hay là gọi là Angular 1 cộng 1x. Được chưa? Angular này thì được bản đầu tiên thì phát hành năm 2010. Nhưng đến giai đoạn là 2015 2016 do cái phiên bản của thằng S6 ra đời, là một cái thứ hai là cái sự vươn lên của thằng React. Do đó là người ta thiết kế lại cái cấu trúc cơ bản, cấu trúc cốt lõi của thằng Angular và ra phiên bản 2 năm 2016 của tháng 9. Thì đấy nó là cái phiên bản mới của thằng Angular. Cho đến hiện tại ấy, thì thằng Angular này nó ra đến phiên bản 9 rồi, version 9 rồi, đến đầu năm nay là ra phiên bản 9. Nó phổ biến lắm rồi. Tiếp theo thì đến cái phần nội dung hôm nay chúng ta sẽ tiến hành cài đặt. Thì chúng ta cài đặt cái này như thế nào? Thì đầu tiên các em cài giúp tôi cái Node.js. Cái Node.js này chúng ta vào cái trang này giúp tôi là Node.js.org. Đây. Chat ở trong này cho chúng ta cài giúp tôi nhá. À, Node.js á. Node.js nó là một công nghệ, nó phải gọi là công nghệ chạy ở phía client, nhưng mà cái công nghệ đấy nó cho phép là máy tính nó có thể hiểu được code JavaScript. Trước đấy JavaScript thì nó chỉ chạy ở phía trình duyệt thôi, nhưng bây giờ máy tính chúng ta có thể hiểu được cái Node.js rồi. Và Node.js bây giờ nó là nền tảng cho rất nhiều các cái công nghệ viết bằng JavaScript khác, ví dụ như React Native hay là các cái Electron.js. Ví dụ như React Native thì chúng ta có thể là làm ra ứng dụng mobile, React thì chúng ta có thể làm web, Electron.js thì chúng ta có thể làm ứng dụng trên desktop. Thì đấy là cái ứng dụng phát triển trên cái nền tảng của thằng Node.js. Dạ, thì chúng ta cài giúp tôi cái Node.js này vào. Chúng ta cài phiên bản 12.6.1 nhé. Tải về cài vào máy đi. Tải về cài vào máy giúp tôi nhá. Đây, cài cho tôi bản này, chứ đừng cài bản này nhé. Đừng cài bản 13.10.
bởi vì cái bản này nó chưa ổn định đâu, cho nên là chúng ta cài giúp tôi cái bản 12.16.1. Dạ. Một bạn share giúp tôi cái màn hình để xem là các bạn ở bên Windows các bạn sẽ cài như nào. Bảo bật cam lên cơ mà, sao lại tắt hết cam đi rồi. Bật cam lên các em ơi. Gì này. Rồi. Đang cài đúng không? Em next đi. Next đi. Từ từ. Không tích vào cái đấy đâu nhá. Next luôn. Tích rồi thì làm sao hả thầy? Tích rồi thì nó sẽ chạy lâu hơn thôi, mà chúng ta không cần cái đấy. Rồi thì em cài rồi, bây giờ đến một cái CMD. Rồi bây giờ mình chờ thôi. Chờ một tí. À, đây bạn này tên là Lương hay tên là Duy đây? Tên là Lương ạ. Em kích vào phần meeting đi, em kích vào cái mặt của em ấy. Dạ. Đấy rồi, bởi vì để cái màn hình presentation game nhìn nó rất là khó nhìn. Rồi mình chờ một tí vậy. Hôm nay lâu nhỉ? Em cũng không rõ, em không rồi. Em hả? Của em đến ui. Con chả chạy luôn ý. Của em finish rồi thầy. Em cài xong rồi thầy ạ. Có tùy máy thôi. Có máy nhanh, có máy chậm. Để xem có bạn có bị lỗi không thì còn fix ra. Xem xong chưa? Sắp xong rồi. Đây thành công rồi ạ. Rồi finish đi. Rồi em mở cái CMD lên. Đấy đúng, đúng rồi, search chữ CMD. Enter xuống. Rồi em gõ là nốt cách trừ V. Rồi enter đi. Rồi bảng của em cài đúng rồi. Tiếp theo là NPM cách trừ V. NPM. Ừ, cách trừ V. Rồi ok. Thì cái nốt ấy nó là cái công nghệ để giúp máy tính có thể đọc được code JavaScript nhá. Còn cái NPM là cái gì? Nó là nốt Packet Management, tức là nó là cái chỗ, là cái công cụ để quản lý tất cả các thư viện ở trong Node.js, được chưa? Đấy, ok rồi. Bạn này xong, em tắt share đi. Có bạn nào bị lỗi không? Hoặc là chưa cài xong không? Ủa, em có nốt cách trừ V nhưng mà không ấy được thì ạ. Đâu, share màn hình đi xem nào.